xin chào các bạn. Ở bài học trước thì tôi và các bạn đã cùng nhau tìm hiểu những cái lợi ích mà sản phẩm dịch vụ của các bạn đã mang lại cho khách hàng. Thì hy vọng là kết thúc bài học vừa rồi thì các bạn đã có trong tay những cái bảng hoặc là những cái sơ đồ mà các về những cái lợi ích mà các bạn mang lại cho khách hàng. Thì chúng ta sẽ cùng đến với bài học tiếp theo là bài học phân tích sự khác biệt và tạo sự khác biệt. Tại sao chúng ta lại học cái bài này? Là vì thực sự mà cái cách mà các bạn làm nội dung trên fanpage chính là cái điều mà các bạn thể hiện sự khác biệt về sản phẩm dịch vụ, về thương hiệu của các bạn đối với khách hàng. Chỉ khi nào các bạn khác biệt thì khách hàng mới có thể nhớ đến dịch vụ sản phẩm của các bạn. Các bạn mới có thể là kết nối và tương tác được với khách hàng nhiều hơn. Có một cái điều như thế này thì các bạn là khi mà làm nội dung trên fanpage thì chưa có xác định được cái điểm khác biệt của mình. Thì có hai cái khái niệm mà các bạn cần phải chú ý, đó chính là điểm khác biệt và điểm khác biệt thực sự. Điểm khác biệt là gì? Tức là điểm khác biệt là các bạn nhìn vào là có thể thấy liền sự khác biệt ngay lập tức, là nó rất dễ dàng nhận biết được. Còn điểm khác biệt thực sự, tức là điểm khác biệt mà khi các bạn zoom vào và zoom sâu vào, nhìn rõ hơn, nhìn kỹ hơn thì các bạn mới nhận ra được cái sự khác biệt. Thì đó chính là điểm khác biệt thực sự. Và cái điểm khác biệt thực sự là cái điểm khác biệt mà các bạn có thể là xây dựng lâu dài và bền vững, và xây dựng những nội dung rất là hay và ấn tượng. Tôi xin lấy một ví dụ như thế này, thì các bạn có thể hình dung là có ở trên thị trường có hai cái cửa hàng, và hai cửa hàng đó đều bán cái cá kho. Thì một cái cửa hàng bán cá kho là họ đựng cái cá kho trong cái nồi sành, nồi sứ, và kiểu trang trí hay là cái món cá kho được chế biến theo cách hiện đại. Rồi một cái cửa hàng thứ hai thì mang tính truyền thống, tức là cái nồi cá kho của họ là nấu trong cái nồi đất, và cái cách là chế biến và cái cách dân dã hơn. Thì nếu mà cái sản phẩm của các bạn nếu mà cái sản phẩm cá kho đó được đưa ra cho mọi người thì nhìn vào thì mọi người đều biết đó là một cái món cá kho hết. Nhưng đối với mỗi cái cửa hàng thì đều có cái cách trang trí khác nhau, để có cái cách chế biến khác nhau và cách trình bày khác nhau. Thì đó là cái sự khác biệt, và nó từ khác biệt từ trong quy trình, khác biệt từ trong cách chế biến, cách nguyên liệu, cách xử lý, cách nấu, rồi cái cách trang trí, cách trình bày, vân vân. Thì bằng những cái điều nhỏ nhỏ như vậy thì các bạn mới tạo ra được cái sự khác biệt cho cái sản phẩm dịch vụ của mình. Thì tôi xin lấy một cái ví dụ nữa, là các bạn có biết là cái nồi cá kho làng Vũ Đại hay không ạ? Có nhiều bạn thì chắc chắn là sẽ biết đến cái nồi cá kho làng Vũ Đại này. Đây là một cái nồi cá kho được coi là mắc nhất trên thị trường, và một cái nồi cá kho đó thì trung bình từ 700.000 trở lên cho đến khoảng 2 triệu một cái nồi cá kho thôi. Thì các bạn có thể thấy là họ đã tạo sự khác biệt như thế nào. Tức là cái nguyên liệu cá của họ là cá chấm đen, và họ chỉ lấy cái phần giữa thôi, phần đầu, phần đuôi họ bỏ. Cái thứ hai là họ sẽ sử dụng những cái nguyên liệu phụ gia truyền, hay là những cái riềng xã gừng này nọ để họ ướp tẩm, là cũng khác biệt. Và cái thứ ba là họ đun cái nồi cá kho này. Thì có một cái điều khác nữa là cái nồi được họ lấy từ Nghệ An, mà cái nắp lấy từ Thanh Hóa. Tức là hai cái vấn riêng cái nồi cũng đã tạo sự khác biệt rồi. Và cái cách họ nấu thì họ chỉ dùng một cái gỗ là gỗ nhãn hay thôi. Tức là không có dùng bất cứ cái gỗ khác, tại vì cái gỗ nhãn nó sẽ cháy rất là mạnh và rất là nóng. Rồi họ phải nấu trong liên tục trong khoảng 16 tiếng, và cuối cùng nó mới ra được một cái nồi cá kho, và họ bán cái nồi cá kho đó. Thì các bạn có thể thấy là cái quy trình của những cái cách làm của họ, họ rất là chi tiết, và họ khi mà mình làm nội dung thì mình phải bám vào những cái quy trình này, và mình phải thể hiện cho khách hàng thấy được, rõ được, thì mới tạo sự khác biệt được đối với sản phẩm dịch vụ khác. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào những cái cách thức để tạo sự khác biệt. Có 4 cái yếu tố để tạo điểm khác biệt đối với một sản phẩm dịch vụ. Đó là thứ nhất là yếu tố về sản phẩm, thứ hai là yếu tố về dịch vụ, thứ ba là yếu tố về nhân sự, và thứ tư là yếu tố về hình ảnh. Cụ thể như thế nào? Thì trong sản phẩm, đối với các bạn hãy chọn sản phẩm và tạo sự khác biệt cho nó, thì nó bao gồm những cái yếu tố nhỏ phía trong, như là các bạn có thể khai thác về tính chất, về công dụng, về mức độ phù hợp, về độ bền, về độ tin cậy, về khả năng sử dụng, về kiểu dáng và về kết cấu. Trong dịch vụ thì các bạn có thể khai thác các yếu tố như là giao hàng này, lắp đặt, huấn luyện khách hàng,
dịch vụ tư vấn, rồi sửa chữa, rồi những dịch vụ khác đi kèm. Trong cái yếu tố nhân sự thì các bạn có thể là khai thác các yếu tố như về năng lực, về lịch sử, về tín nhiệm, về tin cậy, về nhiệt tình, về giao tiếp. Rồi trong hình ảnh thì các bạn có thể khai thác các yếu tố như là biểu tượng, phương tiện truyền thông, bầu không khí hay là sự kiện. Thì chúng tôi tôi sẽ đi sâu vào các yếu tố để các bạn có thể thấy rõ được cách tạo sự khác biệt như thế nào. Đối với sự khác biệt về sản phẩm, yếu tố thứ nhất là yếu tố tính chất. Thì tính chất là những cái đặc trưng mà bổ sung cho cái hoạt động cơ bản của sản phẩm, và hầu hết là sản phẩm có thể chào bán với những cái tính chất khác nhau. Thì công ty có thể sáng tạo ra những cái tính chất khác nhau, và là mỗi cái tính chất là một cái công cụ mà cạnh tranh so với các cái sản phẩm khác trên thị trường. Thì các bạn có thể coi lại là cái sản phẩm dịch vụ của mình có những cái tính chất gì đặc biệt, tính chất gì nổi trội thì hãy note ra. Cái yếu tố thứ hai là cái yếu tố mà khả năng sửa chữa, tức là sản phẩm dịch vụ của bạn nó có cái gì có thể sửa chữa nhanh hay không, là mức độ mà sửa chữa nó có dễ dàng hay không, hay là có bị thường xuyên bị hỏng hóc trục trặc gì hay không, thì các bạn có thể là khai thác sâu vào nó. Và cái thứ ba là cái yếu tố kiểu dáng, tức là nhiều cái sản phẩm dịch vụ nó được thiết kế kiểu dáng đặc trưng là chuyên dùng cho cái việc đó, giống như cái chai là chai Vim chẳng hạn, thì họ thiết kế cái kiểu dáng của chai Vim nó phù hợp để mình có thể sử dụng, và nó sử dụng cho cái nhà vệ sinh của mình nó được thuận tiện. Thì kiểu dáng cũng là một cách là các bạn khai thác cái sự khác biệt. Về cái độ bền, tức là cái tuổi thọ sử dụng của sản phẩm là có thể sử dụng tốt nhất trong bao nhiêu lâu, hay là giống như là cái hãng là quảng cáo về xe Volkswagen chẳng hạn, thì họ luôn luôn nhấn mạnh cái sự bền là và từ cái sự bền này các bạn có thể ra các cái chính sách bảo hành mạnh tay hoặc là chính sách hoàn tiền nếu mà không có đúng cái độ bền như vậy. Thì đó cũng là một cách để tạo cái sự khác biệt. Rồi cái sự tin cậy nữa, độ tin cậy, tức là cái mà xác suất mà khả năng nó bị hỏng hóc hay là bị trục trặc, thì xác suất khả năng nó gặp sự cố đó là bao nhiêu phần trăm, thì có đáng tin hay không. Khách hàng cũng có thể là dựa vào đó để đánh giá cái sự khác biệt so với nhiều sản phẩm khác. Trên đó là toàn bộ những cái yếu tố mà các bạn có thể khai thác về yếu tố sản phẩm. Mình sẽ qua cái yếu tố thứ hai là yếu tố về khai thác về dịch vụ. Tức là nếu mà sản phẩm của các bạn không phải các bạn làm ra, không phải các bạn tự sản xuất ra, thì các bạn chỉ nhập về và phân phối, hoặc là các bạn làm dịch vụ thôi, thì các bạn cần phải tập trung xây dựng những cái yếu tố sau để tạo sự khác biệt trong dịch vụ. Yếu tố thứ nhất là yếu tố giao hàng. Thì có nhiều cái công ty là sẽ đảm bảo là giao hàng trong vòng bao nhiêu ngày, giao hàng trong vòng bao nhiêu giờ, mà các bạn phải thực hiện cam kết như vậy. Thì giống như là bên có một cái công ty là giao hàng nhanh chẳng hạn, thì họ sẽ đảm bảo là trong vòng 2 ngày là sẽ nhận được, hoặc là 3 ngày là các bạn sẽ nhận được. Thì những cái dịch vụ các bạn phải đảm bảo được điều đấy, thì các bạn sẽ tạo được sự khác biệt là giao hàng siêu nhanh. Yếu tố thứ hai là yếu tố về lắp đặt. Mặc định là có những cái sản phẩm rất là khó mà cái người mua họ sẽ khó mà có thể tự lắp đặt được, thì các bạn có thể tạo luôn một cái dịch vụ là lắp đặt miễn phí, hoặc là cử một cái người là hỗ trợ lắp đặt, giúp là hướng dẫn chủ nhà có thể tự lắp đặt được sản phẩm dịch vụ của mình. Thì đó cũng là một cách để các bạn có thể là tạo sự khác biệt. Một cái yếu tố thứ ba là yếu tố về huấn luyện cho khách hàng. Tức là có những cái sản phẩm dịch vụ mà rất là khó xài, và các bạn là phải có một cái dịch vụ sau khi bán hàng là dịch vụ tư vấn, tức là dịch vụ chỉ cho khách hàng rõ tường tận chi tiết cách sử dụng hiệu quả nó như thế nào, cách khai thác triệt để tối đa nó như thế nào, để các bạn có thể là giúp khách hàng hiểu rõ hơn sản phẩm dịch vụ của mình. Rồi cái yếu tố tiếp theo là dịch vụ tư vấn, tức là có những cái thông tin mà khách hàng nó đang còn mơ hồ, đang còn là băn khoăn, đang còn phân vân này nọ, thì các bạn hãy làm một cái dịch vụ là tư vấn chuyên nghiệp, tư vấn rõ ràng nhất cho khách hàng có thể là hiểu rõ hơn về sản phẩm dịch vụ của mình. Rồi dịch vụ tiếp theo là dịch vụ về sửa chữa. Nếu mà cái sản phẩm dịch vụ của bạn nó bị hỏng hóc, nó bị hư, thì ngay lập tức là công ty bạn mới cử người xuống là xem xét và sửa chữa lập tức, ngay nhanh chóng, giúp khách hàng yên tâm hơn. Và đúng đó cũng là một cách để tạo sự khác biệt cho dịch vụ của bạn. Trên đó là toàn bộ những yếu tố mà các bạn có thể khai thác để xoáy sâu vào yếu tố dịch vụ. Thì sau khi mà ví dụ như là sản phẩm của các bạn và dịch vụ của các bạn nó không có thể tạo được sự khác biệt gì nữa, thì các bạn phải đến yếu tố thứ ba là yếu tố về nhân sự. Ví dụ các bạn khi đi mua sản phẩm dịch vụ,
thì các bạn ngay lập tức khi các bạn tiếp xúc với những cái nhân viên trong cái cửa hàng đó, hay là tiếp xúc với những cái chuyên viên, những cái người tư vấn, thì chính họ là cái cách mà các bạn tạo sự khác biệt. Các bạn nhìn vào thấy phong thái chuyên nghiệp, rất là có năng lực, rất là có nhã nhặn, hay là có tín nhiệm và có sự nhiệt tình, có sự giao tiếp tốt, thì các bạn sẽ ấn tượng về cái công ty đó. Và cho nên là các bạn phải đầu tư vào huấn luyện cho cái đội ngũ bán hàng của mình, đội ngũ tư vấn của mình thật là chuyên nghiệp, thật là tốt và mang đến màu sắc khác biệt cho cái thương hiệu của các bạn. Sau khi mà cái yếu tố nhân sự của các bạn đã hoàn thành tốt rồi, các bạn hãy đi đến cái yếu tố khác biệt cuối cùng là khác biệt về hình ảnh. Tức là ở trong cái yếu tố khác biệt về hình ảnh này thì có một cái yếu tố nhỏ là yếu tố về biểu tượng. Tức là mỗi công ty, mỗi thương hiệu nó có một cái biểu tượng nhất định, và biểu tượng đó nó phải có một sự ý nghĩa, phải có, và làm sao cho người ta khi mà nhìn đến biểu tượng đó thì họ sẽ liên tưởng đến công ty của bạn. Và các bạn phải sử dụng cái biểu tượng này xuyên suốt trong các cái nội dung, hoặc là xuyên suốt trong các cái buổi gặp gỡ khách hàng để họ có thể nhớ về thương hiệu của mình. Ngoài ra còn các yếu tố khác như là và cái bầu không khí trong cái công ty đó, cái không khí mà khi mà khách hàng bước chân vào cái thương hiệu của công ty của các bạn, tiếp xúc với người bán hàng, thì cái không khí mà bạn tạo ra cho khách hàng nó có thoải mái, có dễ chịu, hay là có ấn tượng hay không, thì đó cũng là một cách tạo sự khác biệt. Hoặc là các bạn tổ chức một những cái sự kiện, những cái hoạt động bảo trợ, những cái sự kiện dành riêng cho khách hàng, và cái sự kiện đó là do bạn nghĩ ra và do cái thương hiệu của bạn nghĩ ra và phục vụ đến lợi ích khách hàng, và các bạn tổ chức sự kiện đó một cách định kỳ, thì các dần dần thì thương hiệu của các bạn cũng sẽ được tạo được sự khác biệt, là công ty này tạo rất là nhiều sự kiện cho giúp khách hàng. Đó cũng là một cái cách. Qua bài học này thì các bạn cũng đã nắm được những cái cách, những cái yếu tố để mình tạo sự khác biệt. Thì ngay bây giờ các bạn hãy lấy giấy bút ra và ghi xuống cho mình là những cái yếu tố, những cái nhánh lớn là giống như là sản phẩm, dịch vụ, nhân sự, hình ảnh. Từ những nhánh lớn đó thì các bạn mới chia ra những nhánh nhỏ và khai thác, là nhìn lại xem là cái thương hiệu của bạn hiện tại nó có những cái sự khác biệt gì, và các bạn phải ghi rõ ra là nó khác biệt như thế nào, chi tiết đến từng quy trình, chi tiết đến từng ngóc ngách, để và các bạn phải ghi ra cái câu là chúng tôi khác biệt như thế nào, để khi mà làm nội dung các bạn sẽ bám vào cái điều này để xây dựng nội dung. Thì ở nội dung tiếp theo thì tôi sẽ chỉ cho các bạn những cái nội dung mà các bạn xây dựng lòng tin đối với khách hàng. Có sự khác biệt, có sự lợi ích, nhưng mà khách hàng cần phải có sự tin tưởng nữa thì mới có thể là quyết định sử dụng sản phẩm hoặc là mua hàng của các bạn.